Em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Thì hôm nay buổi chiều em đi đặt lợp cống ngâm nha cả nhà. Ở cái điểm này là nay 4 tháng là em chưa xuống nha cả nhà. Năm ngoái năm trước em có đặt ở cái điểm này là dính cũng im lắm nha cả nhà. Thì lâu rồi em không có xuống tới đây. Nay em xuống đánh thử coi có thành quả gì không nha cả nhà. Thì hôm nay chuột rắn á cả nhà, chuột bẫy rắn á, cháy quá, có như là không có chuột á cả nhà, đồng người ta xạ lúa trơn rồi cho nên không có đi anh em đặt bẫy chuột để bán chuột bẫy rắn á, khó quá cho nên không có chuột để đi thăm bẫy rắn á cả nhà. Hôm nay em cũng không có đi thăm nữa tại có chuột đâu đi, thì không có đi thăm bẫy rắn được thì không có clip cho cả nhà mình cùng xem, cho nên em đi đặt bẫy chuột nha, cống nhum nha cả nhà. Thì bữa nay là em đem theo 23 cái nha cả nhà. Mấy cái bẫy này thì em làm, còn mấy cái bẫy dưới này thì mua nha cả nhà. Thì mồi thì cũng giống như trước giờ thôi, lúa nha cả nhà, mồi lúa. Em thì không có đổi mồi. Thường thường mấy anh em khác đánh thì mồi mít, mồi ốc, thì khoai mì đồ tùm lum hết trơn à. Em thì em chỉ đánh bằng lúa thôi chứ không có đánh bằng mồi khác. Thì chỗ nào có chuột là yêu cầu có chuột là dính nè, không cần phải mồi nào hết á, có chuột là dính, có chuột là dính. Thì bây giờ để em đi đặt nha cả nhà, rồi sáng hôm nay em đi thăm em quay em chia sẻ lại cho cả nhà mình cùng xem nha. Hy vọng là thành quả sẽ ok nha cả nhà, tại khu này lâu lắm rồi em mới xuống, không biết có anh em nào đánh trước chưa nữa. Rồi bây giờ để em đi đặt xong rồi sáng em qua em chia sẻ cho cả nhà xem nha. Rồi em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Thì hôm nay cũng trời sáng rồi nha cả nhà, bây giờ em đi thăm bảy chục hai mấy cái bảy chục ngày hôm qua em đặt đó cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui tươi an lành hạnh phúc nha cả nhà, thành công trong công việc nhanh luôn nha cả nhà. Thì em đặt cái luồng dài 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 bên đó đó. Thì bây giờ tới cái bẫy này em quay cho cả nhà cùng xem nha. Mời cả nhà cùng trải nghiệm với em đi thăm cái chuột hôm nay nha cả nhà. Tới cái bẫy đầu tiên nha cả nhà. Bên này. Ủa dính cả nhà, dính dính. Một con cống nhum nha cả nhà. Con này nhỏ. Cống tơ nha cả nhà, mới lớn. Qua em, bên này em con cái nữa nè. Một cái này chưa sập cả nhà ơi. Cái này có y hai cái dính một em nha cả nhà, cặp mé bờ này em có một cái nữa cả nhà, nó mất tiêu rồi. Hình như ở đây nha cả nhà, cuối dính nha cả nhà, con chuột vàng rồi, có chuột bị rắn luôn cả nhà. Đây cỡ này được nha cả nhà, chứ dạo này mua chuột cũng bự cỡ này với bự hơn không à. Quay im rồi để em bỏ nó vô đi tiếp nha cả nhà, tiếp tục nha cả nhà.
Đây em có một cái này. Lụm nha cả nhà. Ô, con này bay rắn cả nhà ơi. Đây. Một con chuột vàng nha cả nhà. Quá êm. Rồi, để em bỏ nó vô đi tiếp nha cả nhà. Đó. Đang trái chuột rắn mà có chuột này nhỏ nhỏ gì là đặt rắn được nha cả nhà. Để em bóp máy nha cả nhà. Sát bên này em có một cái luôn đi, khỏi tắt máy đi. Bỏ nó vô cái đã. Đây nha cả nhà. Một lú càng nữa cả nhà ơi. Lụm cống giùm cả nhà. Này. Ăn sạch lúa luôn. Ị phân rồi cả nhà. Đó. Vô. Quá im, quá im. Bên này em có cá nữa nè. Bên góc này nha cả nhà. Đây một cái nữa nè. Cái này không dính cả nhà. Đây. Cái này bị tha lúa ăn nè cả nhà. Mà cái càng nó cao với cái chân bẫy em đặt cao quá cả nhà. Không sụp được, nó tha lúa của em vô trong đó luôn rồi. Ba cái hai em. Trong đây hình như có cái nữa thì phải. Một cái này cũng không dính nữa nhỉ. Cái này lúa còn y luôn. Tiếp tục cả nhà ơi. Rồi, không dính rồi. Thấy còn y cái bẫy. Nó không sập mà biết. Ai à. Ngay đường mòn luôn cả nhà. Mà đường mòn cũ thì nó khả năng tỷ lệ nó chạy rất là yếu nha cả nhà. Cặp bờ này em có một cái nha cả nhà. Đây đây đây. Loại mà thấy ảnh nằm dây là lú càng mà nằm dây là hiểu rồi ha. Nhùm nữa cả nhà ơi. Quá sướng, quá sướng. Đây, hậu nó mập. Rồi. Lú lưng luôn. Con này mập u nu luôn cả nhà. Mấy con này mà nấu cà ri ha, trời nó đã. Sướng gì đâu luôn á. Vây mới im cái nhà. Vô. Vô vỏ đi cưng. Em đặt cái bờ này có hai cái, đằng kia một cái tút, đằng đây một cái. Mà không biết cái đằng này có dính hay không. Gì ở trong đó cơ nhà. Trong đó dài là đằng đó đó. Ồ, cái này thấy lú càng nữa cả nhà ơi. Lú càng, lú càng. À, mấy cái củ lát này là nó khoái ăn lắm nè cả nhà. Nè, cây lát nè cả nhà. Ồ, nhùm nữa nhà ơi. Nhùm nữa. Đây, ngay cái đường mòn cho chạy khỏi. Đây nha cả nhà. Đó. Đường mòn nè. Nên nó khoái ăn ba cái củ lát dữ lắm luôn á. Ăn sạch lúa, còn có mấy hộp lúa nha cả nhà. Còn có mấy hộp lúa. Nhìn nữa nha cả nhà. À, quá êm, quá êm. Bữa nay thu hoạch lớn nha cả nhà.
khe 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 khó khe khó khe nghe đã luôn cái nhà. Cái này chắc không dính quá. Ủa em nhớ đặt đâu đây mình đó. Tiêu rồi. Đằng kia. Bên này em có một cái thôi nha cả nhà. Vậy là lộn điểm đằng kia rồi. Nhưng mà còn cái em, cái cuối cùng em đi lại đây em đặt đây. Rồi thấy nó không bật nè cả nhà ơi. Nè nó môi ngoài nó ăn của em nè cả nhà. Mấy con này nó ít xịt nó khôn quá. Đây nha cả nhà, nè. Nó môi nè, nó môi vòng 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 nè. Nó môi nó tới cái củ cỏ luôn nè cả nhà. Em sợ nó ủi bẫy em ghim cái cây. Mà nó không ủi được, nó môi nè, cái củ cỏ này cả nhà. Nè, cái củ cỏ nè. Môi ăn lúa em trơn luôn. Thấy thèm chứ. Nè cỏ mà nó môi kiểu này nè. Nó môi nó ăn cỏ. Lỗ 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 lỗ. Khôn ghê khôn luôn cả nhà. Cái này không dính cả nhà. Khôn nó ủi bẫy nè. Mấy con mà nó bị anh em ta đánh trước rồi cả nhà thì nó khôn rồi, nó một là nó bị sảy một lần, còn hai là nó thấy những con khác đó cả nhà bị dính bẫy rồi bắt đầu nó thấy bẫy là bắt đầu nó không có chui vô đâu mà nó vòng vòng ngoài, nó cạp vòng vòng ngoài đây nữa nè cả nhà. Tha lúa của em nè cả nhà. À, lúa em đâu có bỏ ngoài đây, em bỏ trong đây nè, cũng như em bỏ vừa cái chân đạp á cả nhà, cái bàn đạp á, từ bàn đạp này nè chạy lại đây mà nó không vô tới trong đây mà nó vô tới ngay chỗ đầu đó là tha chạy ra ngoài đó để vậy. Thấy thèm không? Ở bên này nó khôn quá, không dính nữa nè. Rồi, em về tới nhà rồi nha cả nhà. Em sắp mấy cái bẫy nè. Dính được 5 con rồi nha. 4 con nhum. Ý, 6 con chứ. 4 con nhum, 2 chuột vàng. 3 con nè. 4. Đây con này bẫy rắn rồi. Này. Con nào nấy ú nu. Con nó quăng mé thì hồi nó sắp xếp xong. Mập. Dính cái nhùm là thấy sướng rồi nè. Con này thì nhỏ nhưng 20 vàng.
Rồi thì clip đến đây em xin kết thúc nha cả nhà. Xem video cả nhà thấy hay hữu ích thú vị thì cả nhà đăng ký kênh nha cả nhà. Like, chia sẻ ủng hộ em nha. Chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, thôi em xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye.